Thưa quý vị, quá trình truy bắt nhóm tội phạm, lực lượng cảnh sát cơ động được người dân hỗ trợ, tiếp sức bằng những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng do chính họ tự chế biến. Sáng ngày 11 tháng 6, nhóm người do Ito Ajun, tức Amagrup, 35 tuổi, ở huyện Krông Búc, Đắk Lắk, cùng một số kẻ cầm đầu đã tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu ở huyện Cư Cụ In, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 3 cán bộ xã và 2 người dân tử vong. Ngay trong đêm, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người gây ra sự việc. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động triển khai phương án, phân công lực lượng truy bắt nhóm tội phạm. Sau khi nhận lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngày đêm truy bắt những kẻ gây án đang bỏ trốn trong các dãy cà phê. Nhóm nghi phạm được đánh giá là manh động, dã man, có vũ khí nóng. Quá trình truy xét, vây bắt nhóm tội phạm, lực lượng chức năng được trang bị đầy đủ áo chống đạn, công cụ hỗ trợ, vũ khí. Biết được những khó khăn và nguy hiểm của lực lượng làm nhiệm vụ, người dân các xã Ea Ninh, Ea Cơ Tu, huyện Cư Cụ In cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày, gửi tặng cán bộ chiến sĩ. Bà Nguyễn Thị Lê, 70 tuổi, thôn 12, xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cụ In chia sẻ: "Khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động ngày đêm truy bắt tội phạm vất vả, tôi và bà con đã cùng nhau nấu ăn để tiếp sức các anh. Kinh phí nấu ăn là tự bà con quyên góp và có cả nhà chùa nghe tin cũng xin ủng hộ. Ngoài bữa ăn chính, một số hộ dân còn tự nấu ăn sáng để gửi cán bộ chiến sĩ. Việc nấu ăn được tổ chức ngay trong nhà bà Lê. Cơm và thức ăn được bà con đóng hộp cẩn thận, trao tận tay cán bộ làm nhiệm vụ." Ông Nguyễn Kim May, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu cho biết, không chỉ xã Ea Cơ Tu, nhiều hộ dân ở các xã Ea Tiêu và Ea Ninh cũng có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ các lực lượng. Ông Izem Eban, trưởng thôn Kaniet, xã Ea Cơ Tu cho biết, trước tình hình an ninh diễn biến phức tạp tại hai xã, lực lượng cảnh sát cơ động đã nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân. Ông Eban nói, bà con nơi đây rất cảm kích nên tự nguyện hỗ trợ gạo, thức ăn, các đồ nhu yếu phẩm và tham gia nấu ăn cho các chiến sĩ để đảm bảo sức khỏe cho họ. Đến ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ 62 người, trong đó có nhiều nghi phạm được gia đình đưa đi đầu thú. Ngoài việc xác định được kẻ cầm đầu, Công an đã thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, súng tự chế, dao, vật liệu nổ. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, các hành động ủng hộ giúp đỡ lực lượng chức năng những ngày qua của người dân thể hiện sự tin yêu của họ dành cho Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân. Việc này thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đồng thời cũng cho thấy tính hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn. Thưa quý vị, khi hay tin vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu khiến 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương, người dân huyện Cư Cu In, Đắk Lắk căm phẫn trước tội ác đã bất chấp hiểm nguy tham gia báo tin vào vây bắt nghi phạm cùng công an. Không chỉ thanh niên trai tráng, nhiều phụ nữ và cả những người lớn tuổi cũng đã nhiệt tình hỗ trợ công an bắt nghi phạm. Bà Phạm Thị Vinh, 54 tuổi, chú thôn 24, xã Ea Ninh, Cư Cụ In, là một trong những người góp nhiều công sức để cùng truy bắt nghi phạm. Là trưởng thôn, sau khi nhận được thông tin, bà Vinh thông báo cho toàn bộ người dân hạn chế ra ngoài. Ai có thông tin thì báo công an. Bà Vinh nói, khi nghe tin về sự hung hãn của nhóm tấn công trụ sở ủy ban xã, ban đầu ai cũng sợ. Đàn ông, thanh niên lập các nhóm tuần tra để phát hiện, phụ nữ được khuyên ở nhà báo tin, cơm nước phục vụ, tiếp tế. Theo bà, khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 6, người dân phát hiện 3 nghi phạm nên đã gọi điện báo cho trưởng thôn. Khi đã xác định nhóm lẩn trốn đã vứt vũ khí, người dân lập tức kêu gọi nhau bao vây, truy bắt. Bà con trong thôn 24 truy đuổi, bao vây và bắt được 3 người, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng. Một số người khác trốn chạy sâu vào trong các dãy cà phê, hoa màu của người dân. Để đề phòng nhóm này quay lại tấn công, tôi dặn bà con để người già và trẻ em ở yên trong nhà, chốt khóa cẩn thận, tuyệt đối không ai được ra ngoài. Còn lại toàn bộ thanh niên, người khỏe mạnh, kể cả phụ nữ, cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành truy quét. Bà Vinh kể, hàng trăm người đã đi rà soát từng dãy cà phê, mương suối, bụi rậm, phát hiện và bắt giữ thêm một số người khác khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 24. Nhiều người gây ra vụ tấn công đang lẩn trốn tại các thôn lân cận cũng bị lực lượng công an và người dân địa phương phát hiện bắt sau đó.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk, mặc dù những đối tượng cộng cán ban đầu đã bị bắt giữ, động cơ gây án đã dần được hé lộ. Bên cạnh nỗi đau của những gia đình người dân, cán bộ có thân nhân bị thiệt mạng, cũng là nỗi bàng hoàng, xót xa của nhiều người dân xã Cư Pơng, huyện Krông Búc khi hay tin người thân vi phạm pháp luật. Sau vụ việc rạng sáng 11 tháng 6, vùng quê xã Cư Pơng trầm lắng khác lạ. Ít ai ngờ rằng những người đàn ông của buôn làng vốn hiền lành lại tham gia vụ tấn công cách xã Cư Pơng đến 70 km. Chị Hờ Liêng, buôn trưởng buôn xã Ia Liang, xã Cư Pơng bày tỏ. Lúc biết sự việc qua báo đài, người dân ở đây bất ngờ lắm, không ai dám tin vào chuyện đã xảy ra. Riêng trong buôn có 10 người tham gia vụ tấn công này, họ toàn là những người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Nhắc đến câu chuyện, chị Hờ Bruin Cơ Bua, 26 tuổi, ngụ buôn Ia Liang, vợ nghi phạm Ikhui Aun, 27 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc ảnh gọi điện thoại về, em hoảng sợ lắm, không nói nên lời. Em chỉ biết động viên ảnh ra đầu thú, sai thì phải chịu phạt. Em chỉ mong nhà nước khoan hồng, tạo điều kiện cho anh trở về với vợ con. Nhẹ nhàng vuốt tóc hai con nhỏ, con gái 6 tuổi, con trai 4 tuổi, nước mắt chị Hờ Bruin lại lăn dài trên má. Chị Hờ Bruin cho hay, lâu nay chồng chị rất chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình và không hề hay biết anh bị người ta xúi giục. Hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhà chỉ có 7-8 xào cà phê, một mình chị nuôi hai con nhỏ. Cách nhà chị Hờ Bruin Cờ Bua không xa, hoàn cảnh em Hờ Ngọc Nie, 20 tuổi, buôn E Liang, vợ nghi phạm Y Gôi, khiến nhiều người trong buôn chạnh lòng. Hai vợ chồng Hờ Ngọc cưới nhau chưa lâu, hiện chị mang bầu tháng thứ 8. Hờ Ngọc nói, chồng em hiền lành, bình thường ở nhà chăm chỉ làm ăn. Trước ngày diễn ra sự việc, ảnh chỉ nói là đi làm thuê xa vài hôm rồi về. Mấy hôm nay, cán bộ xã cũng đến động viên, tránh việc gia đình lo lắng. Theo cơ quan chức năng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búc, Đắk Lắk có khoảng 30 người tham gia vụ tấn công trụ sở hai xã ở huyện Cư Cu In, Đắk Lắk đêm 11 tháng 6. Rất nhiều người bất ngờ khi biết thông tin này vì trước hôm xảy ra sự việc, người nhà chỉ biết là chồng con em của họ đi đánh cá, làm phụ hồ, chứ không biết là bị kẻ xấu dụ dỗ với chiêu bài sẽ được sung sướng, được nhiều tiền. Phần lớn những người bị bắt có tuổi đời còn rất trẻ, có người vợ đang mang bầu, có người có từ 2-3 con nhỏ. Khi hay tin trong nhóm đối tượng thực hiện hành động man dợ, tàn bạo đó có người thân của mình, nhiều mẹ già, vợ trẻ ở quê đau đớn. Tại buôn Air Club, chị Hờ Ngui Ayun, 32 tuổi, vợ nghi phạm Yifel Nie, 31 tuổi, mấy hôm nay khóc suốt, cố gắng không suy sụp tinh thần để chăm lo cho hai con nhỏ 10 và 12 tuổi. Chị Hờ Ngui Ayun nói, sau khi tham gia vụ việc, chồng có trở về nhà và tỏ ra hối hận, nhận thức được việc mình làm đã sai. Ảnh bảo mấy ngày đầu tham gia vụ việc, ảnh có xin về nhưng họ không cho và đe dọa giết cả nhà nên chấp nhận đi theo. Em chỉ biết khuyên chồng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Vùng quê vốn yên bình, bỗng hóa bi thương. Hành vi tàn bạo của những người tham gia vụ tấn công không chỉ gây đau thương, phẫn nộ cho người khác mà còn trực tiếp phá tan hạnh phúc của chính gia đình mình. Những người mẹ, người vợ và cả những đứa trẻ thơ phút chốc thiếu vắng người đàn ông trụ cột của gia đình. Ông Y Blin Mlo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Pơng, chia sẻ, cả người dân và chính quyền địa phương quá bất ngờ về việc có nhiều người dân trên địa bàn xã tham gia vào vụ việc. Bởi xã Cư Pơng lâu nay là xã anh hùng, bà con chăm chỉ làm ăn chứ chưa hề có chuyện gây mất an ninh trật tự địa phương như vậy. Hành vi của những người này là quá tàn độc, gây phẫn nộ. Theo ông Y Blin, toàn xã có hơn 2.000 hộ, trong đó có hộ nghèo chiếm khoảng 10%. Cuộc sống của người dân trên địa bàn lâu nay vẫn bình thường, các chính sách an sinh xã hội luôn đảm bảo. Dự kiến năm nay, xã sẽ về đích nông thôn mới. Ông Y Blin nói, ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã thành lập 6 tổ đi tuyên truyền, vận động người dân không hoang mang, lo lắng, chăm chỉ làm ăn và không được nghe theo lời xúi giục, kích động của kẻ xấu. Riêng đối tượng cầm đầu Itho Ayun, 36 tuổi, buôn Ayun, xã Cư Pơng, từng có một tiền án và ít qua lại với mọi người. Sự việc xảy ra quá bất ngờ cũng khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ. Nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp ủy, địa phương nên người dân an tâm hơn. Anh Iremi, đội phó đội công tác phát động quần chúng huyện ủy Krông Búc, cho biết công tác tư tưởng luôn được huyện triển khai đi đầu, nhất là địa bàn hai xã Cư Pơng và Cư Né có người tham gia vụ việc.
cùng với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể đã nhanh chóng đi từng nhà, thôn, buôn để tuyên truyền ổn định cuộc sống của bà con. Anh Iremi nói, mặc dù nhiều đối tượng đã bị bắt, nhưng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư của người dân vẫn được triển khai liên tục, tránh việc bị kẻ xấu kích động người dân bỏ bê công việc, lợi dụng tình hình người thân bị bắt gây mất an ninh trật tự. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, vụ việc xảy ra tại huyện Cư Cù Yên vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man dợ, mất nhân tính. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng, đấu tranh phòng chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự tại Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc theo đúng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra.